Từ giám sát. Anh sẽ có việc gì ạ? Từ giám sát các cậu làm việc. Ờ gì? Em bị nói gì nhỉ? Chị bị nói gì nhỉ? Chị bị nói gì nhỉ? Họ báo chị nói gì? Họ báo mình nói gì ạ? Anh nói gì? Vâng. Nói đâu về xử lý ở đấy, mời về trụ sở. Hả? Người ta có chống đối gì đâu mà phải mời về trụ sở. Đây vừa mời về trụ sở lên gì hả? Anh kia vừa nói về trụ sở đây đúng không? Tôi đã phản như thế mà nhớ. Họ báo anh lỗi gì ạ? Em có bất đèn xe và các anh bảo là không bật đèn xe. Cái lỗi này các anh không được xử phạt cái lỗi này ngoài cảnh sát giao thông nhá. Cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an phường sẽ không được xử phạt lỗi này. Đúng không? Anh nói đúng rồi. Đúng rồi. Mà họ có chứng minh cho anh là anh không bật đèn xe không? Em có bật đèn xe. Đấy, và họ chứng minh cho em. Em vào đây. Giấy tờ em đâu, xuất trình ra để anh biết nào. Chỉ là em quên giấy tờ để em đi vào xe ạ. Em đang được giấy tờ em không có, em có mỗi chứng minh thư em chứng minh là xe này xe ai em. Thôi rồi, cũng là biên bản ấy. Lỗi đâu phạt đấy mà. Lỗi đâu phạt đến đấy mà. Thì bảo họ nộp cả cái lỗi không đèn xe nhá. Còn những cái lỗi này không phải về trụ sở trụ siếc gì cả, cứ xử lý hết luôn ở đây thôi. Không, cứ ấy nó ra quyết định luôn. Không mang giấy tờ thì là biên bản thôi. Anh cầm cái chứng ấy của người ta đúng không? Đúng rồi. Anh cứ ẩn đứng quay này. Anh trả cho người ta quay, không, rồi đứng xa ra mà. Vô tình các thứ, các thứ nó va vào mặt nhiều lắm rồi. Anh yêu cầu là biên bản tại chỗ đi, không phải đi đâu cả. Cái lỗi này là người ta không được xử lý cái lỗi này, nói luôn cho vuông. Anh cứ ấy đi, lấy quyết định đi, tôi nộp tiền cho anh. Không phải tiền ông gì, anh cứ lấy quyết định xử phạt đi, tôi nộp tiền cho anh. Còn chưa thấy tên tuổi các đồng chí này đâu, giấu bảng tên, bằng đi làm không bảng tên rồi, biển hiệu ở đâu này. Không phải gì về đọc, không phải đọc thông tin cá nhân hay gì cả. Thì ai sợ gì đâu, đúng không? Đây là quyền lợi của mỗi công dân mà, đúng không? Đúng rồi, anh công dân của anh thôi. Đúng rồi. Sao cả? Rồi. Anh quay cả anh này không đến mai mình quay một báo cáo. Mình đang quay mà. Đúng rồi. Sử dụng hình ảnh sai mục đích thì chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi, có gì đâu.
Rồi đúng rồi. Đấy quyền lợi của tôi không phải việc, quyền lợi. Anh cứ đứng đây đây, anh chưa phải đi, anh cứ đứng đây. Không, anh cứ đứng đây không phải di chuyển. Anh cứ đứng đấy không phải di chuyển. Để cho người ta di chuyển trước đi, anh đi sau kệ. Có còn cần giấy tờ gì của anh không? Thế thì anh cứ nhận nha kệ. Lỗi này không được xử lý, cái lỗi không đèn không biết gì cả. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.